À, xin chào tất cả anh chị em. Cái clip này tôi xin giới thiệu với mọi người một chiếc âm ly dành cho guitar điện mini nhỏ xíu của hãng Picky. Đây là cái âm ly có model là PS20, số hiệu của nó là PS20. Một cái âm ly vintage khá là cổ và nó nhỏ nhỏ xinh xinh, nó bé xíu thế này, rất là đẹp và đẳng cấp. Ok, tay sách đầy đủ. Cái âm ly này thì mọi người nhìn đằng trước của nó nhé, đấy nó nhỏ xíu này thôi, rất là hay. Picky có nó có hai đường vào là đường hai và đường lâu. Đường hai để cho âm thanh mạnh hơn, đường lâu để cho âm thanh nó nhỏ hơn và nó ấm hơn chút. Volume, tone, phone và power, đèn power của nó, modem PS20. Ok, nó chỉ có như vậy thôi, rất là đáng yêu đúng không ạ? Bằng gỗ rất chắc chắn, nhỏ nhỏ xinh xinh. Ok, đây là đằng sau của nó. Tôi quay lại cho mọi người thì cái âm ly này thì nó có chạy được cả pin nhé, trong này này 1 2 3 4 5 6 7 8, có lắp 8 cục pin tiểu vô là chạy vivu đó. Tất nhiên thì chơi pin thì nó luôn là vấn đề mà tốn kém, cắm điện chơi cho nó nhanh. Ok mọi người, rồi đây đằng sau của nó đây. Con này thì là Made in Japan. Nó có thể chạy điện 100V hoặc là 12V DC. Đây là số series của nó được dập nổi nhôm, rất là xịn sò. Đây là số model của nó PS20. Cái loa này có 2W thôi. Nó tại vì đây là âm ly nhỏ mà, loa có 2W thôi. Cho nên là nó kêu cũng không có được to lắm, nhưng mà quan trọng là đủ cho chúng ta tập chơi và xách đi khắp nơi, du lịch, quán cà phê, mọi thứ để cho ta chơi cho nó vui. Ok, giờ cắm thử điện vô rồi đánh 1-2 nốt thử xem nhá mọi người. Đó, tôi bật lên rồi, nó đèn đỏ nó hiện lên rồi. Rồi, cắm vô. Bật volume lên tí, tone lên tí. Ok, kêu tốt. Cái âm ly này nó hơi noi tí, nó hơi gọi là hơi noi noi chút, nhẹ nhẹ nhưng mà không ảnh hưởng lắm. Vì âm ly nó có 2W thôi, cho nên là nó cũng không, âm lượng nó không có quá to. Ok, kêu rất là ổn đúng không? Rất là ổn đúng không? Ok, nó chỉ có như vậy thôi, nó rất là đơn giản. Đó, đánh qua vài nốt vậy cho mọi người coi, mọi người nghe thử. Thực ra thì nó chỉ có 2W thôi, nó âm lượng của nó cũng không được mạnh mẽ lắm. Tuy nhiên thì để mà chơi giải trí, xách đi đây đó mọi thứ thì nó cũng xứng đáng để sở hữu. Nói chung đây là một con âm ly cũng không có quá nhiều trên thị trường, nó khá hiếm. Âm ly nhỏ nhỏ như này mà chạy pin cắm điện rồi sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan, hãng Picky cũng khá nổi tiếng. Thì những con âm ly như này thì vô cùng hiếm. Tôi thì trước đây có khá nhiều âm ly nhỏ như này, mà nhỏ, thậm chí nhỏ hơn nữa. Mà về cái là anh em hốt một nốt nhạc, mình chưa kịp trải nghiệm và chơi chưa được bao nhiêu ngày ấy. Để trải nghiệm nó thì anh em đã tới mua liền. Tại vì mọi người nhiều, rất là nhiều người có nhu cầu mua những chiếc âm ly nhỏ nhỏ xinh xinh như này để họ dễ dàng di chuyển ở trong phòng tập, ở trong phòng ngủ của họ, hoặc là di chuyển đi đến quán cà phê hay là đi du lịch. Đó, họ lắp pin vô là họ chơi bất kể ở đâu. Đó, chỉ cần có pin lắp vào là cắm vào là chiến đấu thôi. Ok mọi người, thì clip này tôi giới thiệu qua mọi người một chiếc âm ly như vậy, Picky, cho mọi người xem cái sự trải nghiệm rất là ổn. Thì hy vọng rằng ai có chiếc âm ly nhỏ nhỏ xinh xinh như này thì cố gắng giữ gìn và sưu tầm đó, thì cái hàng này không nhiều và sẽ có nhiều cảm hứng hơn trong vấn đề học tập guitar cũng như là đam mê âm nhạc của mình. Cảm ơn mọi người đã xem clip này, xin cảm ơn rất nhiều.